ở trong nhà nó chạy ra đó, chiếc xe đó trong nhà chạy ra đó. Ừ, coi thì phải không á, núp xuống, nếu phải chạy ập luôn nha, phải không? 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 À, đối tượng thầy lừa đảo đây của anh chị. Hồi nãy khi mà chọc like á, chọc like sẽ có một cái đường pin soi qua. Tại vì chọc hồi nãy đi qua hai lần á, chắc bị lộ lúc mà chọc like á, thì màn hình sáng có thể là ở gì quanh đây chắc có thể là bà con. Tại vì nghe đấy cái đối tượng này, cái thầy hi giả này nè, rất là hung dữ. Và anh em cũng gọi là dân chợ búa đó anh chị. Cho nên là chợ búa thì chọc không có sợ đâu nha. Nhưng mà ở đây chọc muốn nói chọc sẽ giữ bí mật và tiếp cận và nhờ cơ quan sẽ xử lý cái đối tượng này, thầy giả này. Đó, hiện tại chọc cũng đang ở đây, buổi đầu buổi tối luôn anh chị. Đó, chọc và anh em ở đây nè. Mà bên hiệp sĩ luôn, chung là nói chung là nhiều càng người càng tốt để mà hỗ trợ để mà tìm cái tên thầy chùa lửa này. Mua là cũng là coi như là cũng là bỏ cái sĩ diện luôn mà để đưa lên hình ảnh. Đúng rồi, chứ bây giờ nó giờ cả nước đều biết hết trơn rồi, giờ còn gì nữa. Chứ nếu mà ai mà bị đó thường người ta giấu luôn. Đúng không, đưa lên mạng rồi cộng mạng rồi, có những người ta đồng cảm, có những người ta không có đồng cảm, ta nói ai mượn ngu này kia, đúng không? Đội của anh Minh 1986 đúng không? Hồi sáng giờ là anh với ba người đồng nghiệp bạn của anh ở lại đây túc trực sáng giờ ở đây đúng không? Thì anh có nghe thông tin là đang ở trong nhà này đúng không? Biết rồi, biết chỗ rồi. Biết chỗ luôn hả? Mình phải làm phải đúng chứ không phải là mẫu được, chứ không? Ừ. Thì nó cũng phải là tuân thủ pháp luật. Thì anh em mình cố gắng giúp cho bà cụ 70 này ha, chứ giờ giờ lan truyền ra cho cô cũng các từng giống như tủi nhục. Cũng bỏ đi cái sĩ diện luôn, cô cũng già. Nãy rồi. Em xem like của anh đó, em thấy anh like mà tôi ổng là thầy chùa giả chứ cũng biết coi điện thoại chứ coi cho like có thể là xem like ha. Giấu bí mật, giấu địa chỉ cái. Nhưng mà buổi tối này chắc nó nhìn không được cái chỗ gần cái nhà ở đâu. Đúng rồi. Chung là cái khúc đằng này kia đó phải này, chỗ này nè, chỗ cái đám cây tối nè. Đây nè, đó chỗ đám cây tối nè. Có một căn nhà. Rồi mình có thể mình tiếp cận lại được không? Sợ bị lộ, mình cầm cái điện thoại đi ăn sáng là bị lộ à. Giờ cũng sớm mà, mình cứ đây coi. Có cái nhà ở nhà chỗ đám cây lo lét rồi nè. Nãy có lấy lúc là tôi lăn lai á, là lấy hai cái đèn pin ra soi luôn, gọi lại luôn. Đúng tôi quảng hồn, tôi sợ tôi tắt đèn lai. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình muốn đi vào nhà thì tất nhiên là mình không có cái căn cứ gì mình đúng vào rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mình không có cái quyền hạn gì mình đi vào trong đó đúng không? Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được kêu bà cụ qua đối chắc luôn. Mà bây giờ mới được. Mà bây giờ có cái hướng nào để mà mình tiếp cận với cái ngôi nhà của cái tên thầy chùa lửa nào? Tiếp cận bây giờ là coi như là đâu có nhà đâu, nhiều lúc mình cũng không biết là có nhà hay không nữa. Đâu phải là dễ để tiếp cận đâu, nếu mà dễ tiếp cận là đi vô rồi. Đâu biết nhà ta mình đâu có vô ẩu được. Đúng không? Tiếp cận bây giờ buổi tối nữa mình vô là hơi bậy đó. Đúng không? Vô là coi như là đột nhập gia cư, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đó là lúc đó mệt luôn, đúng không? Phải mình phát hiện thấy lúc đó là coi như là chở bà cụ tới liền để mình giáp mặt ba mặt một lời. Rồi hiện nay là bà cụ đang ở đâu? Gần đây nè, bà cụ uống nước ngoài đây nè. À, có nghĩa là anh em có chở bà cụ xuống không? Bà cụ có, ngồi uống nước. Giấu, à. giấu đừng nói, biết mặt đừng nói. Có gì là coi như cho bà cụ vô luôn, chở bà cụ vô luôn. Ở cái ngôi nhà sáng sáng này nè, quý cô chú vậy? Đó. Làm đúng trình tự đàng hoàng. Làm bậy không mình vi phạm nữa. Mà Thái nghĩ là cái câu chuyện này là ông này chắc nghĩ là không phải bà cụ 70 này nữa đâu, rất là nhiều đó, tôi nghĩ là vậy. Chứ những người mà có nghĩa là gì? Gọi là yếu lòng đó. Không phải buồn ngãi gì đâu, tại do mình mê quá, rồi, mình kiểu như là mình cuồng quá, mình cứ nghĩ là những cái vấn đề tâm linh đó là phải thực hiện vậy đó, giống như là phải sùng bái cúng biến một cái gì đó. Rồi họ mới vẽ ra này vẽ ra kia, giống như là trục vong trục hồn, rồi những vấn đề mà coi như là lên đồng lên bóng rồi đó, nó cũng đại khái giống vậy. Rồi bài vẽ này kia đó vấn đề đó. Ê, có ai nhìn kìa, núp xuống. Có người
có hai ba người nhìn luôn á, thấy không? Thấy không? Đó. Không gì sợ đó, mình đâu có gì đâu sợ. Không, mình sợ mình nói chung mình ngồi ở đây giống như là mình không mát vậy thôi. Không, nhưng mình cầm điện thoại nhưng mình bị lộn cái là mà cứ xa chạy xa bay là lúc đó cũng khó lâu tìm, đúng không? Không, giống như là mình nếu mà nhiều làm sao nó biết rồi mình quay vậy, như mình bấm điện thoại có gì không? Mình sợ bị lộ thôi, cứ câu chạy xa bay. Nói chung là bây giờ thì nói chung là cái thầy chỗ lửa này cũng đã biết là mình đang trong cái tầm ngắm rồi. Kìa, ra đứng nhìn kìa, kìa thấy không? Đó. Đó. Ba bốn người luôn kìa, Hay là như khu này gia đình dòng họ nó không ta? Đâu biết được. Mình đâu biết được, mình sợ lộ thôi. Nhưng mà đừng có quay, đừng có hỏi mấy người dân nha. Đừng hỏi mấy người dân tội ta nha. Đừng hỏi mấy người xung quanh. Đúng không? Mình chỉ hỏi bà cụ, đừng hỏi mấy người xung quanh. Tội nghiệp ta. Hết nhái này kêu. Vô vô chưa? Vô chưa? Không biết được không? Mình quay chung. Quay rồi còn mà thành sáng chỗ này mà like nữa nó biết liền luôn. Cảnh giác hết sức. Đâu biết được không? Mình ngoài sáng nó tối có cái đường này đi xuống được nè. Ta trồng rau dưới á, coi chừng té dưới nước không á. Bây giờ anh em cũng núp dưới đây xuống dưới luôn chị. Tiếp cận được căn nhà đó, coi chừng nước té nước đó. Bây giờ tiếp cận nè, thái bò vô đây nè. Bây giờ tiếp cận đây chứ, anh em quý anh chị biết sao không? Sợ bị lộ thôi quý anh chị. Hồi nãy ba bốn người ra nhìn luôn, thì lúc nãy chọc like á, nói nhỏ, nãy chọc like thì cũng có hai người đường biên ra gọi thẳng vô mặt là chọc luôn. Không biết như thế nào đi, đó nhà. Cái nhà chỗ trắng sáng này không chị? Đó, bây giờ mà không có vô được. Tại vì vô mình không có căn cứ. Thì những anh em cũng đang ngoài đầu đường kia với bà cụ ngoài kia không chị? Hiện tại bây giờ cũng 9 giờ tối. Không chị? Bây giờ không biết sao đây. Cái gì? Vô đó hả? Đúng rồi, tên Vũ, 42-43 tuổi vậy đó. Nghe nói là anh em khứa là cũng dân chợ búa không á. Tại vì cái khu nhà khứa ở là dân phức tạp mà, chứ không phải là dân gần hoàng đâu. Cho nên là chắc có thể là đây là một tên mà gọi là lừa đảo chuyên nghiệp của anh chị. Cho nên là những cái tên mà lừa đảo chuyên nghiệp thì họ rất là tinh vi, rất là xảo quyệt. Giờ vô sợ lộ chứ. Giờ trốn được đây anh chị. Sợ đi nó chạy qua ngoài sau nhà nó đó. Sau nhà có ruộng lúa không ạ? Nó chạy sợ đi chạy ra đường sau sao? Đó, ở cái nhà này cũng chị chỗ anh chị nè, cái xe chạy quanh kia. Chạy qua đó là chạy bọc qua hướng cái đường nãy em vô đó anh chị. Thì ở ngoài kia là có những anh em đã 10 người đã bủa vây ngoài kia rồi. Anh em trong đội đây, em với sức sống mới ở đây để mà với còn hai anh em nữa sẽ tiếp tục ở đây. Căng ạ. Cái điện thoại em hơi tối anh chị. Nãy có 3-4 người ra luôn. Giờ sao? Đi trước đi. Coi chừng thấy nha. Tại vì em cao quá anh chị, cho nên ta thấy cái này giống như đi ăn trộm của anh chị. Mệt quá. Thôi. Hả? Có núp xuống. Có người. Có người ra nhìn nữa kìa. Núp xuống. Bốn năm người ra nhìn luôn ha. Chứ từ từ tiếp cận thế. Mệt quá. Mình mới sao, mình sợ bị lộ thôi.
mình lộ lộ hả? Lộ là sợ nó đi chạy qua ngoài đường sau, nó chạy ra đường sau, đường ngủ sau nhà đó là sẽ có những anh em mình bên kia, đúng rồi, đúng không? Nhưng mà sợ khuya á, nó trốn tại vì nó trong bóng tối mà mệt quá. Sao anh? Sao? Té té. Đó anh em rất là cực khổ luôn. Bây giờ em đang vậy nè. Bây giờ sao? Mà đột nhập giờ này thì cũng không có được. Đó. Bây giờ đột nhập giờ này là không có được rồi đó. Nhiều khi lỡ nó thưa công an mà hiện nay là công an cũng chưa có nắm được cái tình hình gì của cái vụ này hết. Đúng rồi. Nếu mà nó thưa mình ra là nó mình đột nhập tự nhiên vô nhà nó rồi thì nó thưa là chết luôn á. Mình đâu có đột nhập nhà nó đâu. Không ý bây giờ mình tiếp cận thì là mình gặp nó để cho bà cụ vô nói chuyện với nó mà. Bây giờ cũng hơi khó hả? Nãy mấy người ra nhìn đó hả? Ừ. Không biết có anh em bà con là họ có nó không nữa. Hay là tôi nghĩ là khứa chắc nhiều nhà. Hả? 400 triệu ở đây mua được chừng 2 căn thôi. Đâu phải mình đâu có biết, trước mắt là mình biết bà cụ 70 rồi đó. Mà mình không biết là có nhiều người nữa hay không. Đâu có biết được. Ừ. Mà mệt quá. Vô chưa? Vô rồi. Vô hả? Thôi bây giờ mình tiếp cận thêm lần nữa đi. Mình tiếp cận ra cận cảnh nhà tí xíu thôi. Có thấy cái ngôi nhà không? Chỗ đi à, tôi cào quá tôi không đi không xuống. Đó thấy đó. Đó văn này không có hiện đâu. À, lúc mà anh gọi anh em vô là lúc đó anh em mình nằm đống rồi đó. Ký đầu nữa. Không. Núp xuống. Ê, có người ra. Có người ra. Có ai đứng ra. Cận cảnh luôn anh chị. Cận cảnh mà anh em mà quay bắt. Hôm nay đầu chọc quay bắt thầy chùa ha. Đầu chọc quay bắt thầy chùa. Đó, thì những cái hành động mà em mà gặp sư giả này thì em sẽ quay cận cảnh bắt cho anh chị xem. Xem thử anh em trong đây sẽ làm như thế nào cho anh chị vừa lòng hả dạo anh chị luôn. Đó. Cho nó chặn xong à. Ê, có xe máy gì. Coi chừng đi thám thính đó. Đi thám thính đó. Đó trong nhà nó chạy ra đó, chiếc xe đó trong nhà chạy ra đó. Ừ, coi thấy phải không? Núp xuống. Nếu phải chạy ụp luôn nha. Không? Nó chạy rồi. Đi lên xe. Rồi sao? Đấy. Rồi chạy em lên xe chạy luôn chị, dí theo. Nó chạy. Rồi clip em đến đây kết thúc luôn chị. Rồi hẹn quý bạn chị những clip theo.